Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 2, 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ, tập trung cho các đầu mối là Bộ Tư lệnh Lăng, Quân đoàn 12, Tổng cục 2, Quân khu 3 và một số đơn vị của Bộ Công an. Từ đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Hưng Yên đã tổ chức tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc về sơ yếu lý lịch, chính trị, đạo đức, trình độ học vấn, tâm tư nguyện vọng của từng công dân và gia đình. Nhờ đó, các bước trong quy trình tuyển quân cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ. Các thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 đều có sức khỏe, tư tưởng, lập trường tốt. Hơn 400 tân binh có trình độ đại học và cao đẳng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã động viên dặn dò tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với tinh thần cố gắng phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên văn hiến, anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị mới. Thanh niên, đâu khó có thanh niên. Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Hưng Yên rất là tin tưởng, gửi gắm các em vào trong lực lượng quân đội, cố gắng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xứng đáng là người thanh niên của Hưng Yên ta. Do có sự chuẩn bị chu đáo và hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, nên đến 8 giờ 45 phút sáng nay, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành bàn giao hơn 2.100 tân binh cho các đơn vị nhận quân.